tại trạm thu phí cầu Phú Cường nối Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, khi đi từ Củ Chi qua Bình Dương có biển báo giao thông cấm quay đầu xuống đường Bạch Đằng dưới dạ cầu này và biển báo cấm khi đi từ đường Bạch Đằng rẽ vào đường bên hông trái để lên cầu Phú Cường. Do đó, người dân dù đi xuống đường Bạch Đằng hay đi từ đường này lên cầu Phú Cường đều phải đi theo lộ trình cắt ngang các dòng phương tiện đang tăng tốc ra khỏi trạm thu phí. Vì vậy, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm hay xảy ra ùn ứ phương tiện vào giờ cao điểm. Chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi của người dân sống trên tuyến đường này cho biết vụ việc đã khiến cho cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, đi lại vất vả và chịu nhiều rủi ro nguy hiểm. Và với sự phản ánh của người dân và những ghi nhận thực tế của chúng tôi, thì cơ quan chức năng cũng đã có sự điều chỉnh hợp lý ở tuyến đường này. Chúng ta cùng theo dõi. Người dân cho biết, cách đây vài ngày, đơn vị chức năng đã thực hiện điều chỉnh biển báo giao thông tại khu vực trạm thu phí cầu Phú Cường. Theo đó, biển báo cấm quay đầu tại làn đường từ Củ Chi qua Bình Dương có thêm biển phụ và biển báo cấm đi ngược chiều đổi thành cấm xe ô tô. Như vậy, xe máy đã có thể quay đầu xuống đường Bạch Đằng và đi từ đường này lên cầu Phú Cường qua Củ Chi. Cấm xe ô tô chỉ cho xe mô tô đi thôi thì tôi thấy giống như là nguyện vọng của người dân. Hiện tại là đã an toàn cho người dân khi mà không còn cắt đầu của xe dòng xe trên cầu đổ xuống để cho nguy hiểm cho xe những xe mô tô đi qua. Rồi giờ vậy là nó hợp lý rồi, bà con rất là quan nghênh. Cùng với thay đổi về biển báo giao thông, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức phân làn xe, sân vạch kẻ đường. Tuy nhiên vẫn có nhiều người dân không tuân thủ. Với việc cho phép xe máy đi xuống đường bên hông cầu thì người dân cần chú ý là đi từ đường này phải ôm vòng xoay mới được xuống đường Bạch Đằng, không được đi trực tiếp từ đường bên hông cầu đi thẳng xuống đường Bạch Đằng. Với việc điều chỉnh lại giao thông, lượng phương tiện cắt ngang dòng xe ra khỏi trạm thu phí cầu Phú Cường đã giảm rõ rệt. Từ đó, giao thông tại khu vực này cũng đã giảm ùn ứ phức tạp so với trước đây. Người dân cũng đã an tâm và thoải mái hơn khi lưu thông qua khu vực này.